très philosophique, japonais. Il est quand même assez exceptionnel. Voilà. Donc, je vais vous proposer en fait de faire une besace. Donc, la besace, voilà, on met toujours le tissu en diagonale, comme ça. Đây là một chiếc khăn để làm theo nghệ thuật furoshiki của Nhật Bản. Tấm vải trông rất là đẹp. Tôi xin hướng dẫn cách thắt túi hai quai. Chúng ta đặt vải theo đường chéo, sau đó chập hai đầu vải vào với nhau. Rất nhiều người Nhật gấp khăn kiểu này khi sang nhà nhau chơi hay đi từ tỉnh này sang tỉnh khác. Khoa khoác ở trên lưng trông như là một chiếc ba lô nhỏ. Chúng ta gập một đầu bên khăn lại và đầu bên kia làm như thế này. Chúng ta thắt nút một đầu, đầu ở bên kia thì cũng thắt nút tương tự. Sau đó, ta lộn vải lại, giấu hai đầu nút vào trong góc. Tiếp theo, chúng ta chập hai đầu còn lại, chưa thắt nút vào với nhau. Tùy theo kích thước của tấm vải, chúng ta thắt nút ở gần góc vải hơn hoặc là xa hơn. Vậy là chúng ta đã có một chiếc nải khoác lên vải và có thể đựng mọi thứ. Nếu muốn chắc hơn, chúng ta có thể thắt một nút ở gần phía dưới hơn, sau đó buộc thêm một nút nữa ở phía đầu vải, tùy theo độ nặng hay nhẹ của đồ muốn mang. Alors, si vous voulez en fait un peu plus de sécurité, à ce moment-là, le nœud vous le faites beaucoup plus bas, et vous avez donc un autre nœud tout au bout des pointes aussi. Hein, ça dépend en fait où vous vous trouvez et ça dépend ce que vous voulez en faire. Si vous avez en fait beaucoup de choses à porter.